Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Với quy mô gần 300 gian hàng, thì sự kiện thu hút sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Singapore, Đức và Mỹ. Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các bộ ngành liên quan tổ chức. Sau đây là thông tin chi tiết từ phóng viên Hà Bình. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu lớn nhất của triển lãm là tạo cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ thông tin truyền thông trong và ngoài nước cùng giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thu hút đầu tư. Một trong những hoạt động chính của Vietnam ICT Com 2016 đó là trưng bày trình diễn sản phẩm, dịch vụ, các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ví dụ như là dịch vụ chính phủ điện tử, ngân hàng điện tử, các dịch vụ 4G, dịch vụ giá trị gia tăng trên di động và Internet, công nghệ không dây hay là ứng dụng ICT cho phát thanh truyền hình, truyền thông thế hệ mới. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có hội thảo chuyên ngành tập trung vào các vấn đề đang được xã hội quan tâm như là giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam từ thương mại điện tử, xu hướng phát triển của thiết bị di động, mạng xã hội và dịch vụ nội dung OTT, ứng dụng công nghệ thông tin và chính phủ điện tử, y tế, giáo dục và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Đặc biệt còn có sự trao đổi giữa các chuyên gia hàng đầu về xu hướng IoT, Internet of Things, tức là xu hướng Internet kết nối vạn vật. Chiều nay tại triển lãm thì sẽ diễn ra hội thảo phiên thứ nhất về xu hướng kỷ nguyên ICT. Triển lãm sẽ còn diễn ra đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2016.